sau khi kết hôn rồi, yêu nhau rồi này nọ thì Trang có điều gì mà muốn cho cả thế giới biết về Nhật Anh? Nhây quá. Xong đến bây giờ là di chuyển đang cho thằng dứa luôn. Tức là treo bùa vào để treo em. Wow, ok. Treo vợ của nó, treo em. Em đang cáu lắm rồi, em bảo thôi đừng treo đâu, đừng treo. Cứ vòng vo vòng vo. Xong rồi anh cứ cười cợt, anh ngồi bên cạnh anh cười. Nhưng mà em đang cáu lắm. Tức là anh ơi, tức là trên mạng như thế nào thì ngoài đời như thế. Ok, tập thứ 2. Hay vứt mấy cái đồ kiểu quần áo rồi đi về vứt tất ra chỗ này chỗ kia đâu, em có phải đi nhặt. Đàn ông mà. Em nhặt xong em để vào đâu? Nhà em có quy định là để trong một cái rổ để đi giặt ấy. Bây giờ việc đấy còn tiếp diễn không? Có ạ. Ok, thật xấu thứ 3. Vẫn là chuyện treo, nhưng mà cái treo này là treo nhiều nhất trong cái cuộc đời em. Đấy là anh ấy xì hơi phải dình lúc nào mà phải đóng kín cửa, hoặc là phải hai vợ chồng hoặc phải đóng ô tô, nhưng mà kiểu phải anh ấy giữ ở ngoài cho nó này đấy không? Anh ấy mình thấy anh ấy cũng có rất là nhiều điểm chung hết nhỉ. Là đang buồn lắm luôn, nhưng anh cứ vật cố như đến lúc mà đứng bên cạnh em vào đấy, xong rồi đóng cửa lại, xong bắt đầu mới anh ấy mới làm cái đấy. Ok, đến lượt nhà đây để bóp phốt ba thật xấu của bạn. Có một cái tật xấu mà mình rất không thích, đó là khi mà vợ mình dùng xong các cái chai lọ rồi, hay là các cái ví dụ như chai tương ớt tương cà đi rồi, thì sẽ không đóng cái nắp kít vào. Xong rồi kiểu lúc mà chính vợ mình luôn, xong cầm kia vào nó bị đổ hết ra. Em không hiểu vì sao lại bị như thế, vì anh cũng đã không ý với em rồi, nhưng mà em vẫn bị như thế, em cố gắng sửa. Cái này có phải là từ lúc sinh xong là bắt đầu không, hay là em như thế từ sinh trước xong rồi? Em cảm thấy như là em có nhiều cái thay đổi ấy, về kiểu môn hay gì đó. Rồi, ok. Hình như là em có bị như thế sau khi sinh xong đúng không? Anh thì không biết đâu, anh chỉ biết là tình huống hiện tại nó như thế nào, còn quá khứ nó như thế nào thì anh không biết. Quay lại cặp đôi này đi. Quay lại. Tật xấu thứ 2. Hoàn hảo. Thế thì chia hỗ trợ một chút nhá. Về việc mình đang là trong ngày mà, đúng không? Thì vợ có hay ghen tuông không? Ghen thì cũng không ghen lắm, nhưng mà cũng kiểu hỏi toàn thấy nó đúng không? Cũng hay cà khịa đúng không? Đấy, hay cà khịa đi quay nó bảo là quay bạn xinh không? Thế việc này còn làm Nhật Anh có chịu không? Thì cũng bình thường. Bình thường thôi đúng không? Vợ hỏi là chuyện đều thế thôi, hỏi vậy thôi. Rồi, ok. Cũng khó chịu lắm, mình cũng không nghĩ đấy là tật xấu, thì các bà vợ đều thế mà. Ok, vậy thì không có gì xấu để mà kể nữa. Rồi. Thì có gì tốt để mà kể? Em thấy anh Nhật Anh cũng là một tiếp người đàn ông hướng về gia đình. Chia sẻ việc với cả vợ. Và từ trước đến giờ là em thấy là anh ấy cũng vun vén, tức là nghĩ về những cái điều để gọi là xây dựng gia đình. Hướng về gia đình nhiều. Wow. Đôi khi vẫn hơi ham chơi một tí, nhưng mà cái đấy nó chỉ là phần ít thôi, còn phần lớn thì vẫn là gia đình. Rồi. Thế là cũng phải làm. Nhưng anh có lãng mạn không? Trước và sau khi cưới. Trước thì hồi mới yêu có, càng hồi mới yêu thì càng lãng mạn, càng về sau thì càng ít. Phần này thì cũng ít. Nhật Anh có thể kể một cái gì đó tốt với Trang? Chăm chỉ. Nhất là kiểu nấu ăn rồi cho con ăn rồi các thứ. Từ trước là nhà mình là cho dứa là ăn đậm kiểu Nhật, làm rất là lích kích, rồi làm cái rất nhỏ đấy, hàng ngày là cứ kỳ cụi làm còng cả lưng. Đến lúc vắt sữa thì cũng nhập ngày đêm rất là mệt. Xong bây giờ thì ngày một ngày thì lại nấu cơm 3 bữa cho chồng con ăn. Ôi ôi, thế hai bạn có mong đối phương thay đổi điều gì không? Là dẫn đường như này là tốt lắm rồi. Wow. Cố gắng giữ lại thôi. Ok, và bây giờ sẽ đến phần trách nhiệm. Một phần mà chúng ta sẽ gọi là những câu hỏi nguy hiểm. Chương trình hôm nay đã chuẩn bị một cái bảng cho hai vợ chồng, thì các bạn hãy xem đằng sau ghế của mình. Ok, và cách chơi là chúng ta sẽ hỏi một vài câu hỏi. Nếu các bạn thấy câu hỏi này đúng thì chúng ta sẽ rơi cái chữ O, tức là màu xanh. Còn nếu mà không đúng thì chúng ta sẽ rơi cái chữ X. Ok, câu hỏi số 1. Tôi không ưa người yêu cũ của chồng hoặc vợ mình. Ê, câu này hay này. Tức là Trang có ưa hả?
nhưng mà không ưa. Không ưa. À không ưa. Việc không ưa. À chứ không chả có tiếp xúc gì đâu ạ. À rồi. Còn Nhật Anh thì ưa. Tại vì Nhật Anh là vì có người yêu cũ mới quay được. Nhà anh được. Cảm ơn người yêu cũ của cha. Được rồi, không phải, không có vấn đề gì ở không. Chỉ là đàn ông với nhau thì cảm thấy đơn giản. Chuyện đấy nó đơn giản, có cái gì không? Nhưng mà phụ nữ thì lúc nào cũng cảm thấy nhiều có chiêu. Có khi chưa gặp bao giờ đâu, nhưng mà gặp bao giờ đâu. Đúng rồi đấy. Mà chỉ cần xuất hiện trong một câu chuyện thôi là đã thấy. Chính xác. Hồi đấy là CJ vừa up lên Facebook khoe người yêu mới là mình. Mà người yêu cũ bảo chúc mừng. Mà lại chúc mừng dây của tôi. Thế là thôi mình dỗi cả buổi tối luôn. Anh này lại tức tốc từ phải phi xe từ nhà sang nhà người yêu để dỗ. Cuộc sống của đàn ông như thế nào chứ? Có người kia ngoài kia nó làm cái chuyện nào mình là người phải chịu phạt. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng đã chia sẻ rất là nhiều tiền. Và bây giờ đến phần câu hỏi nguy hiểm số 2. Sẵn sàng chưa nào? Rồi. Tôi vẫn chưa thấy thoải mái với gia đình của vợ hoặc là của chồng. Tức là đã thoải mái rồi á? Đoạn thoải mái, đều thoải mái hết. Wow. Thì trước đây sau khi kết hôn thì đã có cái giai đoạn nào mà cảm thấy ví dụ như chuyện mẹ chồng nàng dâu hoặc là Nhật Anh với nhà vợ ấy có cái những cái khúc mắc hay những cái khó xử gì chưa? Thời gian đầu thì sẽ có bé tranh đúng không? Sẽ có những cái suy nghĩ ví dụ như là Trang sẽ quen ở với cả bố mẹ Trang, sang bên nhà Nhật Anh thì sẽ có những cái về nếp sinh hoạt nó sẽ khác, rồi. Quen lại thôi. Rồi. Hay là như Nhật Anh cũng quen ở với bố mẹ Nhật Anh rồi, rồi. Sang nhà Trang cũng sẽ có những cái khác. Rồi. Thế thấy các bạn bảo là hồi đầu mới yêu thì có nhiều cái mà mình chưa được quen, chưa được thoải mái đúng không? Thế thì chị muốn hỏi là thế lần đầu hai bạn về ra mắt gia đình nhau thì như thế nào? Thì anh Nhật Anh Trang thì hơi kiêng. Sợ rồi có vẻ không thích anh Nhật Anh. Phải mất một thời gian thì mới. Về sau thì quen thì mình cũng hiểu mọi người thôi, vui vẻ chứ không phải buổi đầu cũng sợ hết thì bố mẹ nghiêng nhở. Thế có kỷ niệm gì đáng nhớ trong cái ngày đầu tiên Nhật Anh ra mắt tân nhà vợ không? Không có buổi nào ra mắt chính thức cả. Kiểu như là sau mới là chính thức. Vâng, đoạn đầu thì cứ hai đứa đón em về thì đứng cửa ấy. Rồi, câu hỏi số 3 nhá. Tôi cảm thấy mình thiệt thòi hơn trong mối quan hệ này. Thế em có kể ra thiệt thòi như thế nào? Thì em thấy đấy, ngay từ khi mà kiểu mới cưới về là em đã thấy thiệt thòi hơn là vì em phải xa bố mẹ rồi nè. Anh vẫn được ở cạnh bố mẹ, em phải xa bố mẹ. Sau đấy thì đến lúc sinh em bé thì cũng thấy là thời gian mang thai cũng bị nghén ngẩm này, cũng mệt này, rồi là đẻ ra cũng phải công chăm cũng khá là vất vả. Thì em cũng thấy là phụ nữ cũng đã cũng có vẻ là thiệt thòi hơn về gọi là cái thiên chức các thứ. Thế trong suốt quá trình 22 tháng chăm bé đã bao giờ cái việc vừa làm vợ vừa làm mẹ nó khiến cho em cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cảm thấy kiểu nó đã chạm đến cái giới hạn chịu đựng của mình chưa? Chắc chỉ có đoạn đầu mới sinh nữa, đấy là tâm lý nó chưa ổn định. Đúng rồi. Là mới sinh xong rồi lại lần đầu nó bỡ ngỡ, là đợt đấy em cũng hơi hoang mang một chút. Vậy thì Nhật Anh, thì cái việc làm chồng, làm bố thì đã bao giờ có những cái điều mà Nhật Anh rất muốn chia sẻ với vợ nhưng mà chưa có điều kiện để chia sẻ thật lòng với vợ? Như nhà mình thì cứ có cái gì là nghĩ gì là cũng nói đấy luôn, nói luôn để đỡ cãi nhau ấy. Kể cả những cái mà tranh luận ấy thì cũng cố gắng giải quyết luôn trong cái buổi hôm đấy, từ sau đỡ rồi. Các nhà khác là rất hay bị kiểu là kéo dài không nói nữa. Xong hôm sau lại cãi nhau y chuyện đấy, xong rồi không nói nữa. Nó cứ dai dẳng kiểu ngày nào cũng chỉ cãi nhau về một chuyện thôi. Nhà mình thì hầu như không bị chuyện đấy. Nhưng mà sẽ có những chuyện mà mình cứ thích nói đi nói lại. Thì có những có điều gì mà anh rất muốn nhấn mạnh với vợ? Thì vẫn có một lời cảm ơn thôi. Gọi là gác đi những cái mà gọi là trước đấy là những cái mong muốn và kiểu muốn đi làm rồi muốn thế này cái kia, đi làm việc xã hội các thứ, nhưng mà kiểu vì chồng vì con thế là cũng gọi là ở nhà để chăm con, vợ cũng luôn gọi là cố gắng để hoàn thiện mình, luôn cố gắng học những cái mới để chăm sóc gia đình tốt hơn, học những món ăn mới, làm những món ăn mới để thử tay nghề rồi để cho chồng cho con ăn, là cái là chồng con cũng rất là ủng hộ ăn nhiệt tình. Ok, chúng ta hãy đến với câu hỏi nguy hiểm số 4. Câu hỏi này thì
hơi nhạy cảm một chút. Tuy nhiên là tôi mình thay đổi luôn nha. Từng có lúc tôi rất muốn quay trở lại thời kỳ độc thân. Ôi, em wow. Không nghĩ là em không nghĩ là xanh cả đôi như thế này đâu. Wow. Đấy là wow, vì sao? Ví dụ như nhà khác ấy, thì là có thể gửi em bé cho ông bà rồi đi chơi rất xả láng. Nhưng mà riêng nhà em đặc thù là ví dụ như đi quay như thế này này thì em sẽ nhờ bà ngoại trông một vài tiếng thôi. Sau đấy thì là buổi chiều ngày hay là từ giờ đến tối là mình em trông và có anh ấy giúp đỡ. Hoặc là sau đấy bọn em đi du lịch ấy, thì là chuyến nào cũng có dứa. Nhà em thì rất là thích cho dứa đi du lịch. Thế mà cũng nhiều lúc muốn quay lại cái thời mà ví dụ không có con, buổi tối chẳng hạn, buổi tối mà không đứng phải cho dứa ngủ chẳng hạn, thì bọn em có thể đi chơi, đi ăn, đi uống thôi. Đấy. Nhưng bây giờ cảm giác cái việc đấy nó rất đơn giản, nhưng bây giờ cảm giác nó rất xa xỉ. Nhiều khi chỉ là nhớ lại cái ngày xưa chứ không hẳn là quay lại. Nhưng mà bận bị như thế tại sao hai người không thuê giúp việc hả? Nhà em thì có cùng quan điểm là lại thích tự làm, có thể là mua những cái thiết bị để phục vụ mình chứ lại không thích có một người ở chung trong gia đình. Ok. Em không biết tương lai thế nào nhưng mà từ trước giờ là bọn em Câu hỏi số 5 của hai bạn sẽ là một việc nhạy cảm hơn cả câu hỏi vừa rồi. Gọi là nói thẳng là 18 cộng. Tôi không còn quá hứng thú với chuyện chăn gối sau khi kết hôn. Ai phải trả lời thật nhá. Lên luôn. Tức là đấy, câu trả lời là không phải đúng không? Tức là vẫn hung thú. Ôi, hay đấy. Chứng tỏ là... Nhưng mà vẫn là trong một tí vẫn trẻ mà. Và Trang ơi, ví dụ như là khi mà em mang bầu hay là khi em mới sinh em bé xong thì cái hung thú đó nó có bị giảm không? Có ảnh hưởng. Nhưng mà em nghĩ bây giờ đến khoảng này là nó ổn định lại rồi. Cái tầm mới sinh xong thì sau khi sinh xong em thấy nó là một cái trẻ. Wow. Tại vì là mình đẻ thường ấy, sau đấy thì nó có một số chắc phải ai đẻ rồi. Mình đã xong các câu hỏi nguy hiểm rồi. Mình có thể dành ra một phút sâu lắng và chìm đắm trong tình yêu. Và CJ và OB rất muốn được chiêm ngưỡng, được ngắm nhìn các cái cặp đôi bày tỏ tình cảm với nhau. Thì Nhật Anh với cả Trang có ngại không? Bây giờ gạt cái này sang một bên đi, bây giờ bỏ cái này. Hết nguy hiểm rồi. Xin mời ạ. Nói chung là yêu chồng. Vì là xây dựng một gia đình rất là vun vén cho gia đình, lúc nào cũng nghĩ đến vợ con. May là vợ cũng muốn như thế, cũng là một người vun vén cho gia đình, hai vợ chồng cùng vun vén hạnh phúc. Chờ đợi thêm một cuối cùng đấy thôi đúng không? Sao họ hôn nhau mà cảm giác như mình hôn nhau vậy? Kiểu thấy như kiểu có luồng điện chạy qua. Nổi lên cơn sa cả rồi. Xin cảm ơn cặp đôi này. Xin cảm ơn Nhật Anh với Trang đã đến với chương trình và chia sẻ những cái cảm xúc của mình ngày hôm nay. Xin rất là vui khi hai vợ chồng đã nhận lời mời của chương trình ngày hôm nay. Và CJ... xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Như các bạn thấy, chúng ta luôn luôn có những cặp đôi vô cùng thú vị và có những cái câu chuyện rất là đầy tình cảm, về những thứ gọi là hài hước và luôn luôn muốn chia sẻ. Các bạn hãy đừng quên bấm nút subscribe và các bạn có thể like. Nếu mà các bạn có những cái cặp đôi mà các bạn muốn chương trình mời thì các bạn có thể comment ở dưới và chúng ta sẽ gặp nhau vào số tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Đây là một buổi casting của Bảo Nguyên Hò ha, thì có gì để coi nghe được cái cách mà chị thể hiện trên sân khấu như thế nào. Bây giờ mọi thứ là mình sẽ tự chủ động chia sẻ hết thôi chị ha. Chị giới thiệu giúp em về họ tên tuổi quê quán nghề nghiệp của mình với. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Kiều, em sinh ngày 5/1/1998. Em quê em ở Hậu Giang, đang làm việc làm chuyên viên trong một bệnh viện. Chuyên viên marketing hả bạn? Dạ. Bệnh viện nào ạ? Bệnh viện quốc tế Phương Châu và Sóc Trăng nè. Chi nhánh đó. Cái Sóc Trăng rồi. Hiện tại là chị đang làm việc ở Sóc Trăng luôn đúng không? Dạ.
Mình có tài lẻ đâu không vậy? Tài lẻ hả? Em chỉ biết làm giò handmade thôi. Làm đồ hay mấy? Mình có hát ca gì được không? Hả? Em hát dở. Hát dở hả? Rồi ok. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Em là em có mục tiêu rõ ràng, em biết em làm cái gì tiếp theo, rồi em chăm chỉ, còn nếu của em thì em hay quên. Còn điểm yếu của mình là gì? Alo alo, Có nghe rõ không anh? tại nãy mẹ mới lắc ơi, nãy nói là điểm yếu mình là gì á? Dạ, điểm yếu của em là em hay quên. Hay quên rồi, còn gì nữa không? Nấu ăn ngon không? Nhưng mà em biết nấu. Nấu ăn không ngon rồi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Một mối tình. Nhưng mà kéo Ê, ý em bật cái em ngồi gần chiếc camera xuống được không? Tại vì nó bị chữ chữ có chữ không á. Do hay là do cái mạng á ta. để em bật 4G Trời em ơi. bật tín hiệu mạng của em nó bị chập chờn lắm, lúc nói được lúc nói không được á. Dạ anh chị có nghe rõ không ạ? Rồi nghe rõ rồi đấy nhé, Rồi. em nói Hết. chuyện này nhé. Trải qua một mối tình rồi sao nữa nè? Dạ cũng cũng không có lâu lắm, chỉ có 1 tháng Nó gọi là mối tình chưa? thôi. Dạ cũng cũng quen. Quen được 1 tháng đúng không? Rồi còn sau mối tình 1 tháng đó em còn quen ai nữa không? Không. Lý do gì trời, thấy cũng ok mà. Lý do tại sao không quen? Làm việc của em á là em học đại học thì em học ngành cũng toàn nữ không, mà em cũng không có đi đâu chơi, em ít đi ra ngoài lắm. Rồi khi mà em làm việc cũng môi trường của em cũng nữ nữa nên là cũng khó kiếm được mối quan hệ khác. Toàn nữ không ha. Rồi ý là cho chị biết về bạn ấy, cái bạn mà mối tình 1 tháng của em á, là bạn thời học sinh hay là trong ở đâu em quen ở đâu? Em lúc đó là em đang là năm 2 nhưng mà yêu xa á chị, là tại vì lúc đó là em ở Cần Thơ còn anh đó ước em cho ảnh kiếm người khác gần hơn để chăm sóc ảnh, còn em thì ở Cần Thơ rồi biết nhau là qua qua bạn. Biết nhau qua bạn thôi hả? Rồi mình có nắm tay rồi hôn gì chưa? Có nắm tay nhưng mà chưa có hôn. Trời đất ơi. Chị yêu xa mà chị. Có nắm tay chưa hôn. Là chưa bao giờ hôn bạn nam nào hết. Đúng Ok, chị bây giờ đến với chương trình nè. Em mong muốn bạn trai một mẫu bạn trai mình như thế nào? em có nghề nghiệp ổn định. Nghề nghiệp ổn ổn định của em là như thế này, ví dụ cho chị một cái mức lương được không? Chung là thể có tiền chăm sóc cho ba mẹ, cũng có thể đưa em đi ăn, đưa em đi chơi rồi là được rồi. Đi ăn đi chơi mà em ăn chơi, ý là tại tùy cái mức độ người ta ăn chơi, ví dụ như là em đòi đi Cần Giờ hay là muốn đi resort 5 sao, ý là cái mức lương em mong muốn là như thế nào, 10 triệu hay 15 triệu để mà đủ? 5 triệu đi. 5 triệu hả? Dạ 5 triệu 15 triệu. à, 15 triệu rồi ok.
Rồi, quê quán nè, em mong muốn bạn trai quê quán ở đâu nè? Cần Thơ mà là Sóc Trăng. Tuổi tác? Dạ, hơn tuổi em, nhưng mà được sinh năm 1994. Kỳ thị hả? Sao vậy em? Sao vậy? Không hợp phong thủy đúng không? Em mạng thủy, kỳ chính tư mạng quả đúng không? Trời, bà mê tín quá bà ơi. Nhưng em không mê tín lắm, nhưng mà gia đình em mê tín. À, vậy hả? Bây giờ nè, em cho chị cái con số nhất định, ví dụ như bằng tuổi em hoặc là nhỏ hơn em, cho đến ví dụ như là từ 21 tuổi cho đến 30 tuổi chẳng hạn, em mong muốn cỡ khoảng bao nhiêu để chị biết chị kiếm? Dạ, trên 26 tuổi, đừng nhỏ hơn em. Trên 26 tuổi, rồi. Rồi một ngoại hình như thế nào? Thì em mong muốn một cao bản. Cao dạ. Trên 1m7. Em cao mét nhiêu mà em đòi dữ vậy? Em cao 1m5 lâu. Trời ơi, gì vậy bà? Thì thì 55kg 1m63 là được rồi. Em muốn 1m7 tại vì em muốn con của em sinh nó cũng cao, nó không lùn như em. Cũng cho nó uống sữa. Rồi, thân hình body 6 múi hoặc là bụng mỡ, mặt mập tròn tròn. Đừng có ốm là được, em không thích ốm. Không thích ốm, mập được không? Dạ. Mập được không? Dạ, cũng được. 98kg được đúng không? Đừng mập. Đó rồi, hỏi nữa. Rồi, ok. Còn mong muốn với bạn trai nữa không nè? Em cũng không biết. Đã, ví dụ như bạn không được. Rồi ok, đây là một buổi casting ha. Thì có gì là sẽ, nếu em được chọn vô vòng trong thì em sẽ được một bạn biên tập làm việc với em sâu hơn về vấn đề này ha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Dạ anh chị ạ. Dạ. Một buổi casting của bạn Nguyên Hò để coi là cách chị nói chuyện cái thể hiện như thế nào á. Thì bây giờ câu chuyện của mình á thì mình sẽ tự chủ động giúp em ha. Rồi dạ. Bây giờ chị giúp cho em giới thiệu em về cái họ tên, tên tuổi, quê quán của mình với. À, dạ em chào chương trình, thì em tên là Nguyễn Thị Như, hiện tại thì em đang công tác tại Hồ Chí Minh, thì em là người Quảng Nam. Em sinh 28 tháng 5 1989. Dạ. 1989 hả chị? Dạ, 89 ạ. Rồi chị làm nghề nghiệp gì? Em là dược sĩ ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên ở công ty dược thôi. Dạ, rồi. Mình có tài lẻ nào không chị? Ca hát hoặc dạ. Là nhảy đầm gì đó. Dạ không. Em không tài lẻ gì hết. Không có tài lẻ, dạ. Ồ, rồi. Vậy thì chị cho em biết về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Em nghĩ là điểm yếu của em chính là không có những cái tài lẻ đó. Còn điểm mạnh thì ngoài thì về nấu ăn thì em vẫn có thể nấu ăn được. Rồi kiểu em sẽ là kiểu tiếp người của phụ nữ gia đình á. Tiếp người phụ nữ của gia đình. Vậy thì chị cho em hỏi xíu nữa ha. Nếu như vậy thì những người đàn ông khác họ sẽ rất là những người phụ nữ của gia đình. Thì chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thật ra về mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình. Chia tay ở đây cũng đến bây giờ cũng khá lâu rồi. Thì mình đã kết hôn chưa chị? Dạ chưa, em vẫn còn độc thân ạ. Dạ. Là mối tình chính thức trước giờ chỉ là một mối tình, thì mình quen nhau được bao lâu? 5 năm ạ. Mối tình đó em quen 5 năm, gần 5 năm. Rồi quen 5 năm cũng dài đó. Thì dạ. Sao là tự nhiên mình lại chia tay vậy chị? Mình không tiến tới hôn nhân. Có cái giai đoạn đó có thể làm nhiều cái bất đồng với lại bạn bạn đó sẽ lúc đầu thì ở chung thành phố, nhưng mà sau đó bạn ở xa,
thì không có thống nhất được việc, lúc đó cũng còn trẻ nên là cũng chưa 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 có nhiều cái điều kiện để có thể đi tới hôn nhân. Rồi gia đình có nói gì về, về vấn đề đó không chị? Ý là hỏi xong quen nhau 5 năm rồi sao hai đứa không gì đi, hoặc là có hỏi về sao mà chưa lấy chồng không? Thì cũng là một cái áp lực hiện tại nên là em mới đăng ký tham gia đó. Nhưng mà ý là chẳng lẽ gia đình không giới thiệu cho chị một người nào ở xung quanh mình hả hay sao? Cũng có được là mai mối vậy đó, nhưng mà mình cảm thấy không phù hợp, hoặc là cũng em cũng có tham gia những cái chương trình, những cái app hẹn hò như là Tinder hoặc là Facebook thì cũng gặp, nhưng mà vẫn chưa tìm thấy người mà mình cảm thấy có thể gắn kết lâu dài. Ừ, vậy thì chị cho em biết cái sự không phù hợp của chị là cái gì để em biết em kiếm bạn trai cho chị nè. Em nghĩ thì cũng hy vọng là sẽ tìm có một cái người có thể kiểu hướng về gia đình một chút á, em thích kiểu vậy. Nhưng mà sao ta, nhiều khi mình chỉ tiếp xúc mà mình không có cảm xúc thôi. Tiếp Dạ, xúc mà không có cảm xúc. có nghĩa là mình không có cảm giác, không có cảm giác được cái đối tượng mà mình, những người mình gặp ở trên đó mình có thể đi được lâu dài hơn á, cái đó là cái giống như cái cảm giác á. Còn em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao đâu, chỉ cần em cũng không có quan trọng cái việc đó là đàn ông đã có gia đình chưa, đã có gia đình rồi hay chưa thì nó không phải là vấn đề. Nhưng mà em mong có là gặp được một người thì ông nó bản lĩnh một chút, có nghĩa là có bản lĩnh, có trách nhiệm, kinh tế nó cũng ổn định. Kinh tế ổn định là chị mong muốn bạn 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 trai là nghề nghiệp như thế nào và cái mức thu nhập của chị mong muốn của bạn ấy là như thế nào. Có thể là ngang em hoặc là cao hơn em. Chị cho em biết là cái hiện tại bây giờ chị thu nhập được bao nhiêu? Trung bình khoảng 20. 20 triệu. Vậy thì chị mong muốn bạn ấy là sẽ 20 triệu đúng không? Hoặc là hơn đúng không? Thì chắc là về cái này là phải về kinh doanh này nọ đúng không chị? Không sao hết, làm ngành nghề gì cũng được, không quan trọng. Ok. Rồi, còn ngoại hình thì chị mong muốn bạn như thế nào, đẹp trai số múi. Em thấy không, em không quan trọng ngoại hình lắm đâu, tại dễ nhìn là được rồi. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là ngoại hình nó không phải là cái vấn đề của em khi đi tìm người, cái người đồng hành với mình. Vậy chị mong muốn chiều cao của bạn ấy như thế nào? Tại vì em khá là thấp nên là chắc chắn là các bạn nam sẽ luôn luôn cao hơn em rồi, nên Chị là cao nhiêu? em cao 1m50 à. Cao 50 nên là 1m60 là chị cũng cảm thấy là nó cao hơn đúng không? Ok. Rồi. Về cái tuổi tác nha, chị mong muốn bạn ấy cho em một con số nhất định đi. Lớn hơn em hoặc là lớn em 10 tuổi đổ lại. Lớn hơn 10 tuổi đổ lại là bây giờ 89 đúng không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi được không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi. Em cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là mình sẽ tìm một người nhỏ hơn mình ơi. Tại vì cảm giác các bạn nhỏ hơn thì em sợ nó sẽ không đủ chín chắn hơn em. Ok, lớn hơn tuổi chị ha. Rồi, mình còn mong muốn bạn trai như thế nào nữa không nè? Ông nếu như trường hợp là nếu cảm thấy có một cái profile mà nó phù hợp nhưng mà nhỏ hơn 1-2 tuổi cũng được, không sao nha. Rồi, chị không thích gì ở bạn trai nữa không? Bạn trai hả? Em không thích người gia trưởng và người thiếu ý chí cầu tiến. Người Gia trưởng. có bạn trai mà hài hước được thì rất là tốt, có một người bạn trai mà có thể hài hước thì gì đó nó sẽ thu hút được em. Ok rồi. Đây là một buổi casting thôi thì có gì là sẽ có một bạn biên tập làm việc với chị sâu hơn ha. Nha. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều.